Chị ơi, cho tôi hỏi, có ai tên là Trương Minh Huy ở phòng 2907 không? Dạ xin lỗi anh, tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, đó là quy định. Cảm ơn chị. Sao anh tìm được chỗ ở của tôi? Đơn giản thôi, tôi đã liên hệ với phòng nhân sự. Ra là thế à? Tôi đang không hiểu một điều rằng một phóng viên bình thường như anh lại ở trong một căn phòng VIP của một khách sạn 5 sao. Điều đó là quá bất bình thường đó. Rốt cuộc anh là ai? Có gì bình thường với không bình thường cơ chứ. Tôi bận đi làm cả ngày nên tôi chọn ở khách sạn để có sẵn đồ ăn, có người dọn dẹp, rồi có người giặt giũ cho. Như thế không phải là rất là tiện sao? Mà thôi, đó là vấn đề của anh. Tôi tới đây không phải vì vấn đề đó. Chắc là anh muốn hỏi tôi về việc tôi sắp chuyển qua MyStyle làm việc chứ gì? Anh định qua đó sao? Nói thế nào nhỉ? Việc mời ấy là việc của họ. Còn việc sai hay không ấy thì tôi vẫn chưa quyết định. Với lại tôi cũng không còn cảm thấy vui vẻ khi làm việc ở Hermod nữa rồi. Nên tôi cũng đang cân nhắc. Tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi tới đây để thuyết phục anh ở lại, tiếp tục làm việc cho Hermod. Tôi tưởng sự ra đi của tôi phải làm anh vui hơn chứ. Xét về phương diện cá nhân thì đúng là như vậy. Nói thật, tôi không ưa gì anh hết. Và tôi cảm thấy anh luôn rất là phiền phức. Nhưng xét về công việc thì tôi đánh giá cao khả năng của anh. Wow, đây là lời khen hay lời chê đấy? Nếu số đặc biệt kỷ niệm 20 năm lần này của Hermod mà không được hạng nhất thì tạp chí sẽ bị đình bản và Hermod sẽ bị đóng cửa. Đóng cửa là sao? Bí mật này chỉ có tôi và tổng biên tập biết. Anh là người thứ ba đó. Cho nên trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, tôi không muốn có một sự thay đổi nào về nhân sự. Và tôi muốn sự đồng lòng của tất cả mọi người. Nghe qua như xét đánh găng tay ấy nhỉ. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi không phải là một con người dễ dãi. Anh đừng tưởng tiết lộ cho tôi một vài bí mật là muốn tôi ở lại thì tôi sẽ phải ở lại. Sau kỷ niệm 20 năm sẽ là cơ hội cuối cùng của Hermod. Chỉ một lần này thôi. Tôi xin anh đó, hãy suy nghĩ lại đi.